Hai chào anh em và anh chị ở lớp, mình là Tờ Đúng S98 đây. Rất vui quay trở lại bạn trong video ngày hôm nay với một câu chuyện bá của TTV, hành trình TTV từ S60 qua S76 rồi sau đó lại qua S60 và câu chuyện bán hàng của một lão làng trong gọi là giới gọi là buôn bán. Lão ấy cũng làm về doanh nghiệp mà, lão cũng gọi là làm về kinh doanh mà. Đấy, nhưng mà làm về bên nhân sự. Để tiết lộ thêm các bạn về tí tí nhá. Không biết lão TTV chửi mình không khi mình tiết lộ. Và các bạn biết câu chuyện là bị một tay học sinh lớp 8 lừa con ạc này, và mình nói thật là mình cũng tốn tương đối nhiều công sức với một sự giúp đỡ của bạn bạn rất nhiệt tình trong group. Mình sẽ có một dịp nào đấy trả ơn bạn ý, hay là nói lời cảm ơn bạn ý, hay cho Lao TTV nhờ các bạn ý giúp sức thì mới lấy lại được ạc cho Lao TTV. Và tất nhiên người lừa đấy thì các bạn đều biết rồi, chính là gọi là thần đồng cậu bê vàng đúng không, phải nói với các bạn là thần đồng kinh thật đấy, lừa được cả TTV ác thật đấy các bạn TTV cày lắm các bạn ạ. Những cách lừa của bê vàng thì mình xin chia sẻ với các bạn một tí như sau, để các bạn nào mà có gặp thì cũng tránh nha, coi như hoặc là chưa gặp thì coi như là câu chuyện, coi như bài học đấy, đáng đáng các bạn ạ. Mình nói thật nhé, đó TTV không phải là một người gà mờ về bảo mật, không phải là một người gà gô trong cái Facebook hay là Zalo cái gì khác, nó là một người kinh nghiệm thừa đủ, nhưng mà chỉ vì một chút sai lầm chủ quan đấy, thành ra là bị lừa ngay, bị cái gì là nhận trái đắng ngay các bạn ạ. Xin nợ mất tiền, xin nợ mất trắng hạng này đấy các bạn ạ. Cậu bê vàng đã vào được và đổi tên lại thành UFOSA rồi vào tiếp tục nhắn tin với mọi người trong in game. Nhắn tin với mọi người ở trong đấy, nhắn tin với mọi người ở trong group, gọi là trong gì, trong hội quán các kiểu các thứ đấy, để cái gì là hòng được à. Đấy, nhắn trên Facebook nhá, ạc này có đăng nhập được bằng Facebook, để lấy danh Facebook đấy đăng lên trên group buôn bán ạc, đăng lên trên các group chat để cũng hòng tiếp tục lừa đảo đấy, tức là lừa đảo kiểu dây chuyền. Nói chung là cũng có vẻ là khá chuyên nghiệp đấy các bạn ạ. Đấy, còn cách thức là TTV lừa đảo thì mình xin nằm bàn tắt như sau. Đấy, các bạn vừa xem này, vừa vừa nghe và vừa check ạc nhá. S76 thì nói thật cũng chả có gì nhiều để check đâu, các bạn biết là ngon thôi đấy. Ai chơi thì các bạn biết từ hồi S60 rồi, không phải là gà rồi đúng không, biết chơi làm tiếc đầy đủ đàng hoàng đấy. Gì nhỉ, thì lao ý thì có nhắn với mình bán ạc, nhưng mà hôm nó chưa thật là đang nhân sinh nhật bận nạp cho các ông ý, nên thành ra là mình chưa đăng lên được. Đấy, thì ông ấy tự đăng lên trên group. Tự đăng lên trên group thì tất nhiên là cậu bê vàng có nick ở trong group. Mình chả biết nick nào đâu, lọc ra mất thời gian mệt lắm các bạn ạ. Đấy, nên ông nào mà trách rằng quản trị viên hay là kiểm duyệt không lọc những cái cậu bê vàng hay không tìm ra thì mình đành phải chịu thôi. Chứ mình nói thật, xã hội ngoài lời này cũng thế, chỉ khi nó đi lừa thì mới biết được nó lừa đúng không, chứ bình thường im 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 này biết được là một lần khó lắm các bạn ạ. Còn bảo là lọc Facebook của Lon thì nhiều người dùng Facebook của Lon lắm, chính mình cũng dùng Facebook của Lon, Facebook mới lập cũng có đầy của Lon. Đặc biệt những người mới chơi ở các server mới như 76 hay 778 này thì cái việc có Facebook của Lon nó là cái điều hiển nhiên, vì chơi thì ít người dùng Facebook chính ta, tất nhiên lại có mình hướng dẫn bảo mật cẩn thận nữa rồi, thì người ta sẽ dùng Facebook clone, người ta chơi game khi bán ạc. Ví dụ như này, ông ấy chỉ cần bán cái ạc clone này đi là xong, không cần liên quan gì Facebook chính đấy, nên nó rất là tiện lợi các bạn ạ. Đấy, nên là kiểu gì có Facebook clone, nên là trong các cái group chat đấy, à quên mất, trong cái gì nhỉ, trong các group thì mình vẫn đồng ý, mình vẫn chấp nhận và mình một phiếu gọi là đồng tình cho anh chị, đồng tình là để cho phép clone vào đấy, mình nhà mình thoải mái như thế. Còn nếu ông nào bị chịu thì ông ấy ráng chịu thôi, vì thật sự cái trò trên Facebook này mà công còn để bị lừa thì ra ngoài này công còn nhận nhiều trái đắng hơn nhiều, nhanh cho nó vuông để chắc chắn như vậy. Đấy, thì cái cách cơ chế lúc lừa của cậu bê vàng như sau, đây chỉ là một trong các cách lừa thôi, còn nhiều cách lắm đấy. Còn cách phòng chế kháng tránh thì mình nghĩ rằng các bạn phải giữ cái đầu tỉnh táo thôi, chứ còn đâu lúc ý lão ấy chả biết uống cà phê là gì, không hẳn uống cà phê mà đang phê, chứ biết ông làm gì, chắc đang phê phê hoặc là đang theo ông mình chia sẻ là đang bận việc, nói chung là vui tầm sáng mà, nên đang vừa làm việc vừa chat, thành ra là lúc chat với mình khoảng độ 10-15 phút trước thì xong ông ấy đang bán ở trên group, đang bán thì cậu bê vàng mới fake cái Facebook của mình, một cái Facebook mà lập cách đấy chỉ có mấy giờ thôi, 1-2 tiếng thôi đấy, đăng ảnh đại diện giống hệt như của mình, vào liên hệ với ông TTV. Thì ông TTV lại tưởng là mình đấy là mình,
liên hệ. Đấy, thế là hắn bảo làm gì ông ấy làm theo. Đấy, cũng không check lịch sử tin nhắn. Đấy, không check xem Facebook đấy là Facebook xịn hay Facebook ảo. À, Facebook dở, vì ông ấy không nghĩ là lừa đảo. Nói thật, ông ấy cũng có thời gian ông ấy vào group đâu. Vào group mua bán ông ấy check đâu. Ông ấy gọi là tham khảo đâu, ông có để ý gì đến lừa đảo đấy gì đâu. Ông ấy cũng có vào trong group gọi là chat, thỉnh thoảng có bài nào nổi lắm thì ông ấy chat, chứ còn đâu ông ấy cũng bận việc, nói thật nhanh cho vuông, lớn tuổi rồi cũng không có thời gian để mà ngồi nghịch đâu. Ông ấy định nghỉ game rồi đấy, nhưng mà nghỉ không được, nghỉ một thời gian ngắn ngắn ông lại ghiền, lại quay trở lại F76 chơi. Đấy, ghiền quá không chịu được, lại quay trở lại định bán S60 là thôi bỏ để đỡ tốn thời gian. Ngày cuối các bạn tiêu lỗ mốc cuối nha, ngon này. Nhưng mà định đấy, nghỉ ấy, nhưng mà cuối cùng lại ghiền quá không chịu được, ngồi không. Thật ra game này nó không tốn thời gian, các bạn ạ, không tốn thời gian mấy. Đấy, ông vẫn bận thì vẫn chơi vẫn ngon các bạn này. Đấy, nói thật tiền lạc với nói thật với các bạn thì nói tốn tiền này là nhiều tiền thì muôn thuở, với tất nhiên học sinh sinh viên chưa kiếm một ra tiền thì thật sự nó là một cái gánh nặng, mỗi tháng khoảng hơn triệu nó gánh nặng. Nhưng người đi làm rồi nó sẽ không phải cái vấn đề gì đó quá lớn lao, đặc biệt lão này mình biết nó cũng không phải vấn đề gì lớn với lão ấy. Đấy, vấn đề tiền nong nó hoàn toàn không phải cái vấn đề quan trọng, chủ yếu là cái áp lực về mặt thời gian hay không thôi, còn hẳn nhân nhé. Đấy thì lão ấy mới bán ghiền quá lại quay trở lại chơi nghiêm túc tử tế. Nhưng mà sau đó thì vào cái gì nhờ đang F76 hay chúng nó càng khịa cho ông ấy, mấy hôm trước đặt tên là TTV cơ chứ không phải đặt tên như này đâu. Đây thằng B vàng là vừa vào đổi tên đấy, thành UF cái gì gì này đấy, nó đổi tên đánh nhai chứ còn mới đâu là TTV vào với F76 này đánh. Nói chung là nói thật tầm này các bạn nhá, level của ông ấy thì cũng không phải là thấp đâu. Cách chơi thật ra của ông ấy thì lại là theo phong cách gọi là chờ thời, nga là giống kiểu của mình chứ không phải là nạp nhiều vào rồi lấy thịt đè người. Vì thật nói thật các bạn, đè chỉ đè đoạn đầu thôi chứ đoạn sau đó là không không đè được đâu đấy. Như mấy thằng này mình thật sau này mà không nạp nữa nhá, không duy trì được mỗi tháng vài chục củ nhá thì kiểu gì mất tốt. Đấy, đầu tư vào con lêu là mèo là mình không đánh giá cao lắm rồi. Đấy, ok. Nào thì mình sẽ làm video clip vào ngày mai các bạn nhá. Các bạn sẽ thấy được cái đánh giá của mình về con lêu là mèo. Đấy thì ý của mình là cái như nào nhỉ? Đấy, vào server này bị chúng nó trêu vào cái gì nhỉ? Nghe nói TTV S60 top ghê lắm. À, thế vào S76 là cái gì? À, cái gì không leo lên top 10 mấy hôm trước là chưa lấy Xeon còn ở top mấy x 3 x 4 x gì các bạn ạ. Chúng nó chê cho chúng nó cái S60 toàn hội gà, tưởng thế nào sang đây xem S76 đập cho te tua đúng không, đúng là gọi là thằng chuột làm vua xứ mù cái gì gì ấy. Nói chung là nó tông chỉ vả nhỏ. À, đấy là một phần nhá. Cái thứ hai là ông ấy dù ở trong S76 đấy, dù ở trong nhóm chat F76 nhưng ông không chat mấy, ông ấy toàn về quay lại S60 mới chat. Rồi ông ấy bàn bạc, ông ấy tham khảo, ông ấy khoe nhất các kiểu. Nói chung là bạn bè nó gọi là gì nhỉ? Nó gọi là nhỉ? Thân tại tàu nhờ, cái gì mà thân tại quan vũ có một câu cái gì mà thân tại quân Tào ở lòng ở Lưu Bị ấy, đại loại như thế các bạn nhá. Đấy. Nó gọi là thân tại gì nhỉ? Thân tại Tào. À, thân tại Tào danh tâm tại Hán các bạn ạ. À, rồi rồi đã gọi là Google search được rồi các bạn ạ. Đấy. Nó coi là thân tại Tào danh tâm tại Hán các bạn nhá. Đấy. Đấy, bốn bữa con chơi 46 ngày các bạn chưa được 2 tháng đấy, nghĩa là ông ấy chơi F76 nhưng mà toàn về F60 ông ấy chat đấy, toàn về F60 ông chat chơi theo thằng nha là nhớ chat hồi ra nhớ nhìn thấy anh đua tức 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 đúng không, nhà tiếc đi hỏi lại mua lại hàng cũ ở tay TV kia, tất nhiên tay kia không bán đúng không. Thế là tôi lại bán nhạc này lại định mua mấy thêm mùa khác, nói chung là đợi thôi dò dò ở cái mùa khác. Còn rồi đang chơi cùng với tay cà phê hai ông, nói chung là hay chung đụng với nhau nhiều thứ lắm các bạn ạ. À, chung đụng nhau nhiều thứ lắm. Không biết cùng chơi cái gì với nhau nó nhiều loại lắm các bạn ạ. À, nhiều thể loại lắm đấy. À, chơi chung chết một cơn rồi đâu đúng không. À, thì đúng không? Đang nói dở cách lừa cậu ấy vàng đấy thì cậu thì nhắn tin trùng hợp luôn với cái thời điểm cách thực ra cách mấy mấy chục phút
Đấy, ông ấy không để ý, ông ấy vừa làm việc, ông ấy vừa nhắn tin, không để ý. Đấy. Thì ông ấy không để ý, thế ông ấy cậu ấy vàng bảo thế nào ông nghe thấy hết, bảo cởi gì cởi, bảo cởi áo cởi áo, bảo cởi quần có bao nhiêu lớp khóa dỡ bằng hết các bạn ạ. Thế là thôi cậu ấy vàng nó vào đó nó cho mất hết các bạn ạ. Đấy, may là cậu ấy vàng này cũng hạnh ác thì cũng để đem đi bán thôi, thành ra là mọi thứ vẫn còn nguyên các bạn nhá. Mà tất nhiên thì mọi ạc mình bán ra khi đã đăng lên kênh thì đảm bảo là phải an toàn rồi mình mới đăng lên bàn, còn không an toàn thì mình không đăng lên đâu. Đấy, nghĩa là lỗi nào sẽ có đền bù 100% giá bạn đã mua, các bạn cứ yên chí. Đấy thì chỉ vì 1 phút sơ sẩy nhỏ nhỏ thế thôi đấy, lão mới bị anh hội trong hội quán chỉ cho đã bận rồi lại còn ham hố. À, thật sự thì đa phần thì các bác mà mua mua bán ạc ấy mới bận thời gian thì mình cũng khuyên thật đấy, tốt nhất là lên giao cho mình đấy, toàn quyền đấy, tôi giao ạc cho ông bán xong ông gửi tiền tôi, còn đâu mọi cái khác là tôi không liên quan, tôi không quan tâm. Đấy, thường là mình vẫn đa phần nhận bán ạc của các bác gọi lớn lớn tí theo kiểu thế. Nó nhanh gọn các bạn ạ. Đấy, nó nhanh gọn và nó đúng quy trình. Để công tự làm rồi công đấy, chat tiếp các bạn chỉ cần 1 phút sơ sẩy các bạn nhá. TTV các bạn biết là cẩn thận cỡ nào rồi các bạn ạ. Ông ấy tính từ hột kim cương một luôn rồi. Mà các bạn thấy vẫn còn có những cái phút sai lầm gọi là phút trớ trêu này. Mình tin rằng đây là kỷ niệm sẽ rất khó quên trong trong hành trình Việt Vương 98 của TTV. Và đây là một câu chuyện truyền kỳ. Đấy, mỗi khi offline gặp mặt sẽ còn nhắc đi nhắc lại về về vụ án gọi là vụ án vụ huyết án rất ghê gớm phải đúng không các bạn. Đấy, lão ấy tức đến độ các bạn ạ là đã hỏi mình cặn kẽ đấy, ngày tháng năm sinh rồi địa chỉ đấy, số nhà số nhóc của nó ở đâu, quyết bắt một chuyến máy bay ra từ trong Nam ra ngoài này xử nó đấy, cay các bạn ạ. Tiền thì nó chả đáng bao nhiêu đâu, giá này làm sao mà bằng cái vé máy bay được. Đấy. Nhưng mà cay các bạn ạ, chú cay cay quá rồi, cay thật. Lúc lão bị lừa xong lão gọi điện cho mình, lão bảo, thì mà cứ hỏi đi hỏi lại mình mấy lần là, thế khóa không phải mày à, ông ấy còn không tin nổi là bị lừa các bạn thua luôn đúng không, chết một cờ rồi đúng không, không có lời nào để nói được đó. Ở đâu, thì tất nhiên mình xin nhắc lại là mọi thứ vẫn đang đúng quỹ đạo nha. Đấy, các bạn là lốt ngày nữa đây có cái mốc tiêu kim cương nữa. 4.000 nhưng mà mình nghĩ là chả khó gì đâu. Vù cái hết ngay mà. Đây, trong này. 347 chú 43 thì còn 4.000 nhưng cương nữa. 4.000 thì tiêu vào đâu chả hết. Mình xem tiêu vào đâu nhỉ? Có thể trong chơi mua các vật phẩm trong này các bạn này. Mình thấy một vật phẩm trong này là hợp lý. Nếu như mà hồn vũ khí có rồi. Đấy thì các bạn mua cho mình trong mua cho mình đá thần này. Mua cho mình chướng thần này. Và mua cho mình dương ảnh vạn năng. Đấy, ba cái mục này là các bạn lên mua nhé. Đấy thì hết 4.000 nó nhanh lắm. Đêm nay nhá, 1 giờ. Hy vọng bạn nào mua hàng trước tầm đấy để mà tiêu. Chứ ăn mốc cuối 447 chắc chắn phải tiêu nhá. Mốc 58 thì để sau cũng được, 47 là phải tiêu. Có hồn vũ khí rồi, một hồn vũ khí thôi. Server mới này, năm sau tam môn hồn vũ khí là quá tuyệt vời rồi các bạn ạ. Không có đòi hỏi gì hơn. Nói chung một cực kỳ ngon đấy. Các bạn chỉ cần cứ lên đúng level, đúng lộ trình là chắc chân một ít. Đấy, ngày trước nó bơi dặn đi đâu ấy, xe vừa này nó bảo nó chơi tốt lắm các bạn ạ. Xe vừa càng mới nó chơi càng tốt, càng chuẩn mực. Đầu tư là chỉ có chuẩn, không có sai lầm chỗ nào cả. Thôi nhá, toàn bộ thông tin là mình đã check xong, mọi ngóc ngách luôn rồi đúng không? Đấy. Giá bao gồm toàn bộ mọi chi phí chỉ là 2,1 triệu. Bạn nào ngoan thì liên hệ với mình theo số điện thoại hoặc link Facebook mình dưới phần mô tả video. Ở chỗ nào nhanh tay thì được thôi. Chứ còn đâu mình biết giá này mà đăng lên thì tầm chuẩn của nó về là tầm khoảng 2 triệu rưỡi. Nhưng thôi. Đấy. Đăng lên cho anh em nào bay cho nhanh, ông ấy về S60 ông ấy. Nói chung là ông ấy đã có ý định bán rồi thì cũng không còn tâm huyết nữa, mà bây giờ chuyển ra về S60 rồi đúng không? Về được cả Tào Tháo nó thả các bạn nhá, rồi về với cái gì nhỉ? Về với Lưu Bị nhá. Ok, hẹn bạn các bạn trong các video tiếp theo.